Xin chào, hôm nay tôi xin được phép giới thiệu vài nét cơ bản về dịch vụ tài chính của Đồng Xuất Xuân, bạn đồng hành tài chính của bạn, một thương hiệu đã và đang phát triển với hơn 30 cửa hàng tại Việt Nam. Đồng Xuất Xuân an toàn, nhanh chóng, an tâm hỗ trợ tài chính bằng hình thức thế chấp tài sản như điện thoại, xe gắn máy. Bạn có thể tiếp tục được sử dụng xe gắn máy, điện thoại đã thế chấp nếu có nhu cầu. Và bây giờ tôi sẽ giải thích rõ hơn về các thủ tục dịch vụ tại cửa hàng. Trước khi đến cửa hàng, quý khách vui lòng chuẩn bị trước các loại giấy tờ hồ sơ như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, chứng nhận đăng ký mô tô xe máy với hình thức xe gắn máy hoặc hóa đơn mua điện thoại với hình thức điện thoại. Sau khi hiểu rõ hình thức, khách hàng sẽ điền mẫu đơn đăng ký, nhân viên của cửa hàng sẽ hỏi số tiền quý khách muốn hỗ trợ và tiến hành định giá xe gắn máy, điện thoại. Quá trình định giá chỉ mất nhiều nhất khoảng 30 đến 40 phút kể từ khi bạn đến cửa hàng. Nếu nhanh, số tiền sẽ đến tay khách hàng trong ngày bằng hình thức nhận tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản. Bạn có thể tiếp tục được sử dụng xe gắn máy, điện thoại đã thế chấp nếu có nhu cầu. Quý khách sẽ hoàn trả số tiền theo như thỏa thuận hợp đồng đã ký. Nếu bạn đang cân nhắc về việc hỗ trợ tiền, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc trực tiếp đến các cửa hàng gần nhất để được tư vấn.